Chào các bạn đến với kênh YouTube của Vũ Lê Motorcycle. Hôm nay mình sẽ đi từ Pleiku xuống thành phố Tuy Hòa. Giờ hôm qua đi cái đường 14C trời mưa cho nên chiếc xe dơ quá. Giờ mình phải tắm rửa cho em nó sạch sẽ để lên đường cho nó ngon lành nè. First impression, you OPN, we should be closer than friends, if you OPN, engaging is on my agenda. Rồi, chúng ta bắt đầu lên đường nào. The door's OPN. Đi thôi anh em ơi, lên đường nào. Sáng nay á thì trời nó cũng âm u, đang chuẩn bị mưa rồi. Buổi sáng trên này cũng lạnh, không khác gì Đà Lạt hết trơn. Và gặp cái trời mưa thì không khí rất là lạnh. Bầu trời đen kịt và chúng tôi bắt đầu về thành phố Pleiku để di chuyển xuống thành phố Tuy Hòa. Đã ra tới ngoại ô rồi. Đường thì rất là đẹp và trời thì đã đổ mưa rồi. Mưa cũng hơi lớn đó. Vẫn tiếp tục theo quốc lộ 1 để ra tới quốc lộ 25 Hòa để đi vào thành phố Tuy Hòa. Và chúng ta đã vào tới quốc lộ 25 rồi. Ở quốc lộ 25 này đường cũng rất là đẹp. Đây là đoạn đầu, gây nhiều cua. Theo mình được biết á, thì cái đường 25 này là đường 7 ngày xưa. Đây là một con đường cũng rất nổi tiếng trong những năm tháng 3 năm 1975 nè. Cảnh vật hai bên rất là đẹp, đồng ruộng, bao la bát ngát. Cảm giác rất là tuyệt vời. Chạy con đường rất là vắng, rất là ít xe cộ qua lại. Cảnh vật hai bên cây cối rừng núi làm cho ta cảm thấy rất là sung sướng. Trên đường này chúng ta lại gặp đặc sản dê và bò đi lung tung ngoài đường. Mấy con bò đúng là điếc không sợ súng luôn. Wow, nguyên một bầy bò luôn. Thôi, tốt nhất là phải dừng lại thôi, bởi vì chúng nó cứ nhắm thẳng mình mà đi không à. Khúc này đường đang sửa nè, hai bên bị sạt lở cho nên đang kè để sao nó đừng có sạt lở nữa. Bên sông, bên núi, cảnh vật quá tuyệt vời. Con xe này đi cái đường này nữa rất là sung sướng và êm ái. Mình tư thế ngồi thẳng nữa cho nên không mỏi lưng. Mình vừa chạy vừa có thể ngắm cảnh xung quanh. Quốc lộ 25 này nè, mình sẽ không đi quốc lộ 25 mà sẽ rẽ qua một khúc đường Hồ Chí Minh để đi thử coi nó có gì khác lạ không. Trên đường đi mình có quẹo vào một số nơi như thủy điện sông Ba Hạ nè, cũng rất là nổi tiếng. Đây, thủy điện này buổi chiều rất là đẹp. Những cái con đường nhánh trên cái quốc lộ 25 này đi vào trong sâu, có những con nhìn rất là hoang vắng.
Và tới tối thì bọn mình cũng sắp tới thành phố Tuy Hòa rồi. Con đường đi mà chạy ban ngày rất là đẹp. Một bên là có một con sông hình giống như là một con kênh để dẫn nước vô vậy. Một bên là ruộng lúa, cảnh vật quá tuyệt vời. Nếu mà cái này đi vào sáng sớm thì không còn gì phải chê. Và cũng đã tới thành phố Tuy Hòa rồi. Sau khi tắm rửa cho nó sạch sẽ thì đi dạo phố và bắt đầu đi ăn. Nghe nói thành phố Tuy Hòa này có cái nhiều đặc sản này, giống như là bánh canh chả cá này, mắt cá ngừ này. Rồi, bây giờ mình sẽ vô chỗ chợ này để mình thưởng thức cái món bánh canh chả cá. Nghe nói bánh canh chả cá đây rất là tuyệt vời, nhiều chả cá nha, có thêm trứng cút nữa nè, nhìn cái tô quá hấp dẫn luôn. Cái tô nhiều như vậy đó nha, chả cá bánh canh quá trời luôn, mà chúng nữa tính tiền là có 15.000 thôi, rẻ bất ngờ. Rồi sau khi ăn no thì lại tiếp tục đi dạo ở thành phố Tuy Hòa để cho nó xuống, xong rồi ăn tiếp. Ở thành phố Tuy Hòa ban đêm cũng rất là nhộn nhịp, đường phố cũng khá là tấp nập. Cá ngừ nè, wow, quá hấp dẫn. Wow, cái mắt bự như cái tô. Sau khi ăn xong thì lại tiếp tục đi dạo cho nó xuống đồ ăn, rồi sẽ về nhà ngủ. Chứ không thôi, giờ này mà về nhà ngủ thì khó chịu lắm. Cho nên phải đi một vòng dạo quanh thành phố. Bây giờ cũng đã khuya rồi mà đường xá vẫn còn đông tấp nập, hai bên đều là hàng quán, quán xá quán nhậu gì rất là nhiều. Đúng là ở đây là thành phố biển mà, đi buổi tối mình hít thở cảm giác cái không khí nó có mang cái hơi nước vào, có mùi của biển liền, không khí thì rất là mát mẻ. Sau khi ăn uống đi dạo đêm của thành phố Tuy Hòa xong thì bây giờ mình sẽ đi về khách sạn ngủ để lấy sức ngày mai còn đi xuống Vĩnh Hy, Phan Rang. Và cái phần trải nghiệm của mình từ thành phố Pleiku xuống thành phố Tuy Hòa đến đây là kết thúc. Mời các bạn đón xem những video clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn. Nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình nhé.